cây gậy này nó khá là có nhiều ưu điểm so với cái bộ gậy mà tôi đang chơi. Nó là một cái công nghệ titanium rèn nên tạo ra cái mặt gậy này nó khá là chắc chắn khi mà mình vào impact bóng, và nó tạo ra cái độ bóng khá là ổn định, đường bóng đi theo đúng ý muốn mình, và cái nó khá xa so với cái bộ gậy tôi đang chơi.